tục với 10 vạn câu hỏi vì sao thì ngày hôm nay mình nhận được một câu hỏi không mới. 20 triệu, phân khúc tầm trung thì mua laptop gaming nào? Không phải là một mẫu laptop quá xa lạ với anh em, TOS Gaming đến từ nhà Acer đã có khá nhiều phiên bản trước đó. Và phiên bản mình đang có tại đây ngày hôm nay cũng không phải là một mẫu laptop mới gì. Thế nhưng trong phân khúc tầm trung và giá ở thời điểm hiện tại mà mình làm video này thì đang là 17.999.000 đồng. Một mức giá quá tốt mà lại có CPU AMD Ryzen 7 thì nó sẽ có gì thú vị? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Acer TOS Gaming FX505 hiện tại đang có trước mặt mình đây thì có tên mã khá dài, thế nhưng mà mình sẽ chỉ gọi là FX505 trong video ngày hôm nay thôi. Thì đây sẽ là một chiếc laptop có tần số quét cực kỳ cao, lên đến 144Hz. Và tần số quét thì chính là số lần màn hình có thể làm mới được thông tin hoặc là hình ảnh trong vòng 1 giây. Và tần số quét càng cao thì số khung hình hiển thị sẽ càng nhiều, từ đó thì sẽ giúp các chuyển động hình ảnh trở nên mượt mà cũng như là sắc nét hơn. Ví dụ như là một màn hình 60Hz thì sẽ cho tốc độ làm mới hình ảnh là 60 lần trong 1 giây. Thế nhưng 144Hz thì sẽ làm mới tận 144 lần. Điều này thì vô cùng quan trọng khi các game thủ chơi game, nhất là các game hành động hoặc là đối kháng, khi mà 1 giây cũng trở nên rất là quan trọng. Và vì thế thì trong những năm gần đây thì tiêu chuẩn 144Hz ngày càng phổ biến với các game thủ và tần số quét 144Hz sẽ là con số cao nhất trong lĩnh vực là laptop chuyên về gaming. Vẫn là phần màn hình thì màn hình của em này sẽ là màn hình 15,6 inch sử dụng tấm nền IPS cho góc nhìn rộng mang đến màu sắc rất là đồng nhất và vô cùng sống động, ngay cả khi là mọi người đang xem từ những vị trí khó nhất. Ví dụ như là khi các bạn đang chơi PUBG hoặc là CSGO chẳng hạn mà có ai đấy đang ở góc phần màn hình bên này hoặc là bên này chẳng hạn thì hoàn toàn mọi người vẫn có thể yên tâm là nhìn thấy. Thêm vào đó thì sẽ là thiết kế màn hình Nano Edge với viền mỏng chỉ 6,5mm ở góc này thì sẽ cho gọn hơn, thế nhưng mà sẽ không làm giảm kích thước khung hình, giúp nhỏ gọn hơn rất là nhiều so với các laptop gaming cùng phân khúc khác. Ba cạnh viền siêu mỏng thế nhưng cạnh dưới thì lại hơi dày một chút thì Acer đã áp dụng đường vi cắt lên thiết kế này. Và đường vi cắt này sẽ giúp tạo ra khoảng trống cho hốc gió tản nhiệt, giúp máy mát hơn rất là nhiều khi các bạn chơi game. Về thiết kế tổng thể thì vẫn là thiết kế quen thuộc của dòng FX, cực kỳ mạnh mẽ và đậm chất gaming. Vỏ mặt trên thì được làm bằng kim loại với những đường gân chạy từ góc vào phía trung tâm. Và vì được làm bằng kim loại thì nên các bạn yên tâm nó sẽ cực kỳ bền và chắc chắn. Logo chính giữa thì vẫn là logo Acer chứ không phải là logo TOS Gaming. Và logo này thì khi bật máy lên nó sẽ có màu cam, màu quen thuộc của TOS Gaming sẽ vô cùng đẹp. Ngoài mặt trên ra thì toàn bộ máy sẽ được làm bằng nhựa cứng có thiết kế là phay xước. Nhìn tổng thể thì máy có độ chắc chắn, khung máy với thiết kế rất là hiện đại và khỏe khoắn. Phần bản lề thì đã được thiết kế cải tiến rất là nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy phần bản lề có bị cắt đi một khoảng ở chính giữa, thế nhưng nó vẫn sẽ giữ được màn hình ở nhiều góc độ. Mặc dù có độ rơi nhẹ thì sẽ không hề đáng kể một chút nào. Về phần bàn phím thì đây sẽ là điểm mình thích nhất trên nền TOS Gaming FX505 này. Bàn phím được trang bị đèn nền RGB. Các bạn có thể điều khiển dễ dàng bảng màu bằng bảng điều khiển TOS Aura Core. Nó sẽ là một tiện ích được thiết kế để tùy biến hiệu ứng ánh sáng RGB trên bàn phím, cung cấp một vài hiệu ứng theo từng khu vực khác nhau và có thể chọn lên tới hơn 16 triệu màu thông qua hộp chọn màu và biên tập hiệu ứng cũng như là hiệu ứng hiển thị trong thời gian thực. Nghe đã thấy thú vị rồi, cứ sập sình thì là mình sẽ thích thôi. Thì bàn phím thì sẽ là bàn phím full size, bố cục bàn phím được lấy cảm hứng từ chiếc máy tính bàn mà các bạn vẫn thường xuyên sử dụng, có cụm bàn phím số. Và ở đây thì có cụm phím WASD được thiết kế trong suốt giúp máy trở nên nổi bật, độc và lạ hơn. Phím cách thì rộng hơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cho người dùng chuyển game mạnh mẽ nhất. Và bàn phím thì sẽ cho cảm giác khó ổn, bề mặt hơi flex nhẹ một chút, thế nhưng bù lại thì bàn phím có sử dụng công nghệ Hyperstride và Overstroke. Công nghệ này thì sẽ có thể chịu được 20 triệu lần nhấn phím, vòng cung keycap sâu đến 0,25mm sẽ giúp cải thiện sự thoải mái khi gõ. Và ngoài ra thì công nghệ Overstroke độc quyền sẽ giúp ngắn hành trình kích hoạt và tăng số lượng chuyển động mỗi phút, cũng như là các lệnh đa phím để tránh xung đột phím và cung cấp tổ hợp phím nhanh. Hành trình phím thì sẽ là 1,8mm sẽ có khả năng kiểm soát tuyệt vời, rút ngắn hành trình kích hoạt và tăng số lượng chuyển động mỗi phút để đảm bảo rằng mỗi lần các bạn nhấn phím được ghi lại sớm và chính xác hơn. Touchpad sẽ được đặt lệch về phía bên trái, độ tracking tốt. Và bình thường thì anh em sẽ dùng chuột để chơi game, thế nhưng với touchpad và bàn phím như thế này thì mình thấy phục vụ nhu cầu làm việc cũng cực kỳ ok. Máy được trang bị cấu hình tiêu chuẩn gaming với VGA GTX 1650 cộng với bộ vi xử lý AMD Ryzen 7 3750H với 4x8 luồng, hiệu năng sẽ vô cùng mạnh mẽ và hiệu quả.
Và với sự kết hợp của các bộ vi xử lý này cũng đủ thấy sức mạnh cho phép bạn xử lý các tác vụ đa nhiệm nhanh hơn, bao gồm là lướt web này, xem phim hoặc là thậm chí chơi game, cũng không hề có vấn đề gì. Về cổng kết nối thì Acer đã thiết kế cổng kết nối sang hết phần bên trái của máy, còn phần bên phải sẽ để trống để thuận tiện cho việc các bạn sử dụng chuột để chơi game. Máy sẽ sở hữu một cổng USB 2.0 và hai cổng USB Type-A, một cổng HDMI và cuối cùng thì sẽ là một jack audio 3.5. Tiếp theo thì chiếc laptop này sử dụng công nghệ Hypercool độc quyền của Acer, gồm có hệ thống tản nhiệt chống bụi và Hyperfan, thể hiện một khả năng làm mát máy vô cùng vượt trội. Khe tản nhiệt lấy cảm hứng từ những chiếc máy bay phản lực cho tới phần đáy máy. Những chiếc khe tản nhiệt này được sắp xếp đúng chất gaming, với hai chiếc quạt tản nhiệt độc lập để làm mát CPU và GPU riêng biệt. Hơn nữa, quạt làm mát thì cũng được cải thiện bởi nắp hình thang, có thể tản nhiệt lên đến hơn 25% so với quạt thông thường. Thêm một điểm nữa làm nổi bật trên chiếc laptop này chính là độ bền cực đỉnh đạt chuẩn quân đội, đã trải qua hàng loạt bài test như là tiếp xúc với bức xạ mặt trời, độ cao và nhiệt độ cực cao. Nhưng mình khuyên là anh em không nên mang mẫu laptop này ra ngoài nắng ngồi, mặc dù là máy không nóng đâu nhưng anh em sẽ bị nóng đấy. Acer TOF FX505 phiên bản này sở hữu một trong những chuẩn Wi-Fi nhanh nhất hiện nay, với tốc độ truyền dữ liệu lên tới 1.7 Gbps/giây, nhanh hơn 12 lần so với phiên bản cũ. Và ngoài ra thì anten MIMO 2X2 cũng cung cấp phạm vi phủ sóng rộng hơn 30% so với các thiết lập khác. Còn ngoài ra thì về loa và webcam, thì webcam sẽ được đặt ở cạnh trên cùng của máy. Chất lượng webcam thì chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều ở đây, sẽ chỉ là webcam HD mà thôi. Chất lượng bình thường thì cũng đủ để học tập, làm việc hoặc là mọi người có thể video call với bạn bè. Thêm một điểm cộng nữa trên mẫu laptop này đó chính là hệ thống âm thanh. Chất lượng âm thanh của loa ngoài MX505 này khá tốt, các bạn hoàn toàn có thể chơi game được bằng loa ngoài. Có sự tách biệt về kênh trái, phải cũng như là độ chi tiết âm thanh, thế nên là vẫn có thể giúp các bạn nghe được âm thanh, ít nhất là khi các bạn chơi game một mình ở trong phòng và không lẫn các tạp âm khác thì hoàn toàn có thể sử dụng loa ngoài để chơi game được. Còn để có thể trải nghiệm chơi game một cách tốt nhất thì FX505 được tích hợp công nghệ DTS Headphone cho trải nghiệm âm thanh vòm 7.1 trên tai nghe, với chất lượng âm thanh chân thật đưa người nghe nhập vai vào các trò chơi. Và với công nghệ âm thanh này thì nó sẽ có tính năng cài đặt tối ưu hóa cho trò chơi, âm nhạc, phim ảnh hoặc là thể thao, và tùy biến chỉnh bộ cân bằng tích hợp giúp các bạn trải nghiệm âm thanh một cách tốt nhất. Khay loa thì được in màu đỏ vô cùng đặc trưng và thiết kế theo dạng lưới vô cùng bắt mắt. Cuối cùng là thời lượng pin. Vì là laptop gaming chứ không phải là laptop văn phòng thì nên thời lượng pin cũng không nên đòi hỏi quá nhiều. Nếu mà mọi người dùng theo kiểu tiết kiệm, dùng để lướt web, xem phim thì thời lượng pin sẽ dao động từ khoảng 4 đến 5 tiếng. Thế nhưng mọi người cũng không cần phải quá lo lắng vì Acer đã trang bị cho các bạn một cục sạc 150W rất là nhỏ gọn. So với những mẫu laptop gaming khác thì cục sạc này cực kỳ tối ưu về kích thước cũng như là dễ dàng mang đi mang lại. Tuy nhiên nếu như mọi người muốn tận dụng hết hiệu năng của CPU cũng như là GPU thì nhớ cắm sạc cho mình là được. Và nếu như các bạn đang muốn tìm mua một mẫu laptop gaming dưới 18 triệu thì đây sẽ là gợi ý của Anphat dành cho các bạn. Với CPU Ryzen 7 4x8 luồng, các bạn có thể làm được rất là nhiều thứ trên mẫu laptop này. Và với chế độ bảo hành lên tới 24 tháng cùng với vô vàn các phần quà hấp dẫn thì đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và đừng quên là like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.